quan tâm thằng này à? Quan tâm quá gì đấy. Có thế chứ. Giờ người ta không gọi ông là lưu nát đâu. Thế gọi lưu gì? Lưu thiền. Có tí bệnh mặt với đời để cắt bơ đi thì còn nói chuyện gì đấy. Đang cắt đâu? Đây thầy. Đúng là chủ nào tự nấy. Được câu đầu tử tế, câu sau chọc ngoáy ngay được. Nếu bà có đuổi thì cứ về với thằng này, hiểu không? Anh đẩy em kéo, anh bốc em vác, anh đưa em đón không? Ôi giời, hết được chớ. Không? Về với đội của ông á. Ừ. Để mà đi gọi là gánh nợ cho bố con ông cổng lưng già. Đây chưa ngu nha. Hàng xóm chả làng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau đấy. Thằng này vừa mới qua cửa tử nhá, đưa một câu an ủi. Đời đúng là bạc bẽo. Bạc lắm. Chửi cho là may. Gì? Già đầu còn ngu. Kể như thằng Thạch cơ. Đây là bố nó cơ mà. Sao nghi ngắn thế? Chui đầu chỗ chết, ai bắt? Con lươn này. Bọn này tìm ông anh hơi mỏi mắt đấy. Tao có trốn đâu mà tìm. Mày chỉ có nước trốn lên trời, chứ còn chui xuống bọn tao cũng đào lên. Thế nào? Ông anh nhận được tin nhắn này chứ? Đừng có nói với bọn này là ông anh mất điện thoại, không đọc được tin nhắn nhá. 150 triệu, cả gốc lẫn lãi. Cái gì? 100 bao nhiêu cơ? 150 triệu. Ăn cướp à? Đã thỏa thuận với nhau là 90 triệu rồi. Đúng rồi. Sao vừa mới có mấy ngày mà lên một... Lỡ không trả thì tiền nó chửa nó đẻ. Mày nó tính lãi. Chứ tụi này có tính điều cho ông anh đâu. Bọn mày ăn cướp với chứ. 90 triệu. Ăn cướp đâu phải có liêm sỉ chứ. Không biết nhục à? Hả? Mày bảo ai nhục? Tao bảo bọn mày đây. Ngon lành anh ạ. Ngon lành canh đào nhờ. Cởi cái ba lô ra cho nó dễ thở. Ôi giời. Ăn thua gì? Em ngoài sức khỏe còn cả sức bền luôn anh. Ôi ơi, con lợn 80 cân này ăn thua thế. Quả này ấy, kiểu gì ấy, chú trả ăn 5 triệu nhờ. Sao con không hỏi bố á? Bố khóa tài khoản của con rồi. Con thấy chưa? Cả bố cả mẹ cùng chung một quan điểm thì con phải nghe lời bố mẹ chứ. Mẹ có thể cho con tiền đi du học, du lịch hoặc bất kể những điều gì mà con muốn. Nhưng riêng việc này thì không. Mà làm sao ấy nhở? Mẹ tưởng con phải tỉnh ra rồi chứ. Cứ quanh đi quẩn lại rồi lại chuyện của bố con thằng Thạch. Con không thương bố mẹ à? Số tiền đấy với bố hay là với mẹ thì đều không nhiều. Nhưng mà với nhà Thạch thì là cả một gia tài. Làm cả đời cũng không có được. Phải làm gì để trả hết được số nợ đấy bây giờ hả mẹ? Đến mức độ người ta phải bán tận thì mẹ biết là đường cùng đến cỡ nào rồi. Đấy, đấy, đấy. Đấy cũng chính là bài học để con mở to cái mắt con ra đấy. Con nhìn lại nó xem. Nghèo thì đã nghèo rồi, khó thì đã khó rồi. Một cái đứa mà chỉ vì sĩ diện rồi phải đi mượn đồ, sau làm mất đồ của người ta, bây giờ e lưng ra để trả nợ. Con thử nghĩ lại đi, con tỉnh lại đi. Những cái đứa như thế có xứng đáng với con không? Một mình cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều. Một người ngồi vẽ chữ yêu. Một mình trải lòng giữa chốn hoang sơ cỏ dại. Một mình ngồi buồn vu vơ. Để rồi giọt đàn cứ ngấm vang chiều tà. Để rồi lòng tự biết đau. Buồn vì cuộc đời có quá nhiều giang dở. Buồn cuộc sống không chút bình yên. Chạy trốn bon chen ngày thường, tìm về nơi thênh thang chỉ có ta. Ngồi hát
bài hát riêng ta. Ai à, ta viết cho ta. Ai à, thời gian vẫn trôi. Ai à, tình yêu đã qua. Ai à, cuộc sống riêng ta chỉ dành cho ta. Ai à, buồn đau trong qua. Ai à, tình yêu sẽ quay lại. Ai à, hiên ngang lên sống cuộc đời của ta.